Tinh, giáo hạt Phú Cường Lệ Chúa Chiên Lành Ngày cầu nguyện cho ơn gọi giáo hạt Phú Cường Tại giáo sư Bún Ngày 22 tháng 4 năm 2018 Giáo sư Bún tổ chức Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi Lần thứ 55 Có 49 dòng tu hiện diện bên cạnh Các em thanh thiếu niên thuộc hạt Phú Cường Từ lúc 6 giờ 30 Sang nhà thờ Bún đã đón tiếp quý cha Quý tu sĩ nam nữ, quý khách sau bài múa chủ đề ơn gọi Cha sở Mikael Lê Văn Khâm nói lời khai mạc. Sau đó là phần trình diễn tu phục. Các tham dự viên được giới thiệu về linh đạo các dòng tu. Lúc 8 giờ 15, Cha Du Trần Tấn Lực, linh mục giáo phận, chia sẻ sứ điệp ơn gọi của Đức Thánh Cha Phan Xích Cô. Trong dịp này, các em cũng được các thầy, các sơ đại diện các dòng tu giải đáp cặn kẽ các thắc mắc về ơn gọi tu trì. Đến 10 giờ 30, Đức Cha Du Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận phú cường dâng thánh lễ cha an tôn hà văn minh quản hạt cha sở mikae quý cha phó quý cha cùng đồng tế quý lễ cha an tôn có đôi lời tri ân đức cha du vì tình thương đến hiệp dân thánh lễ ngài cũng cảm ơn cha sở mikae quý cha quý dùng tu đã đến hiện diện cho buổi lễ hôm nay thật long trọng và xúc sắng